thưa quý vị sau đây là phần tin hoa kỳ tòa bạch ốc nói rằng việc quản lý tại ngân hàng first republic yếu kém một cách nghiêm trọng thư ký báo chí của tòa bạch ốc đã ca ngợi hành động quyết đoán của các giới chức hoa kỳ trong việc tịch thu tài sản của ngân hàng first republic tạo điều kiện cho ngân hàng jp morgan tiếp nhận Bà Karen Jean-Pierre cho rằng, việc ngân hàng JP Morgan tiếp nhận ngân hàng First Republic bảo đảm khả năng phục hồi liên tục của hệ thống ngân hàng, trong đó có ngân hàng địa phương và các ngân hàng khác vốn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước Mỹ với các công ty nhỏ và những người lao động. Người dân và các công ty tại Hoa Kỳ có thể tiếp tục tin tưởng tiền gửi của họ sẽ vẫn an toàn nếu họ cần. Và đồng thời, những hành động này cũng bảo đảm rằng ngân hàng First Republic vốn gặp tình trạng quản yêu kém nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm. Thư ký báo chí của Tòa Bài Ốc tuyên bố như trên. Vào hôm 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Joe Biden cũng đã ca ngợi thỏa thuận này đã bảo vệ cho người gửi tiền, đồng thời lặp lại lời kêu gọi quy định và giám sát ngân hàng một cách chặt chẽ hơn. First Republic là vụ phá sản ngân hàng thứ ba tại Hoa Kỳ sau 2 tháng, kể từ sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley. Toàn bộ số tiền gửi trị giá 104 tỷ Mỹ Kim và phần lớn tài sản 229 tỷ Mỹ Kim của ngân hàng First Republic đã được bán cho ngân hàng JP Morgan. Đây cũng là ngân hàng lớn thứ nhì bị phá sản trong lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ sau Washington Mutual vào năm 2008 cũng được ngân hàng JP Morgan mua lại sau đó. Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết chính phủ Hoa Kỳ có thể không còn khả năng thanh toán nợ ngay vào ngày 1 tháng 6 nếu quốc hội không giải quyết vấn đề trần nợ trước thời điểm này. Bà Giao Linh cảnh báo ngày thực tế Bộ Tài chính Mỹ không còn khả năng thanh toán nợ của chính phủ đúng hạn và đầy đủ, có thể chậm hơn vài tuần so với những ước tính, đồng thời lưu ý số tiền chính phủ liên bang thu được và số tiền chi tiêu là khác nhau. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, bà Giao Linh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật trong Quốc hội Mỹ khi có thêm thông tin, nhưng nhắc lại các nhà lập pháp buộc phải hành động càng sớm càng tốt. Từ những bài học trong quá khứ, chúng ta hiểu rằng chờ đợi đến phút cuối cùng mới tăng trần nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ, bà Gia Linh viết. Trước đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cảnh báo Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ vỡ nợ trần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Thời hạn đến sớm hơn dự kiến làm tăng áp lực đẩy mạnh thảo luận về trần nợ lên Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Sau nhiều tháng bế tắc, Tổng thống đã gọi cho cả bốn nhà lãnh đạo quốc hội và mời họ dự họp vào ngày 9 tháng 5. Theo Reuters, trần nợ công của Mỹ hiện ở mức 31.400 tỷ Mỹ Kim, lần gần nhất Mỹ nâng trần nợ công vào tháng 12 năm 2021. Vâng, tiếp theo vận tin Hoa Kỳ, Cựu tổng thống Donald Trump sẽ tham dự buổi họp tiếp dân Town Hall Meeting, tức là buổi họp tại tòa thị chính do đài CNN tổ chức tại New Hampshire vào tuần tới. Sự kiện này do nữ ký giả Kathleen Collins, người đồng dẫn chương trình CNN This Morning điều hợp và sẽ được phát hình lúc 9 giờ tối giờ miền Đông vào ngày 10 tháng 5. Tại buổi họp ở tòa thị chính nói trên, cựu tổng thống Donald Trump sẽ trả lời các câu hỏi từ những cử tri của Đảng Cộng hòa tại New Hampshire và các cử tri không dự định tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ để tìm ứng cử viên tổng thống vào năm 2024 cho Đảng Cộng hòa. Quyết định của cựu Tổng thống Trump xuất hiện trên đài CNN trong bối cảnh buổi họp tại Tòa Thị Chính là một sự khác biệt đáng kể so với những lần xuất hiện thường lệ của ông trên đài Fox News và các kênh bảo thủ nhỏ hơn như là Newsmax và AON. Cựu Tổng thống Trump trong thời gian tại nhiệm thường xuyên đã kích đài CNN là mang tin giả và gần đây đã kiện hệ thống đài truyền hình này về tội phỉ bán vì đưa tin về vai trò của ông trong vụ nổi loạn tại Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 do đã đưa ra tuyên bố vô căn cứ về một vụ bầu cử gian lận diễn ra vào năm 2020. Quá bảo thủ, ông DeSantis hứng chỉ trích từ đảng Cộng hòa Ông Ron DeSantis thống đốc Florida đang phải đối mặt với sự phán xét và chỉ trích ngày càng gay gắt từ nhiều phía khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng hòa trước dự đoán ông sắp công bố tranh cử vị trí ứng cử viên tổng thống năm 2024 theo tạp chí Newsweek. Một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu tổng thống Trump vượt lên vị trí cao nhất các bảng xếp hạng của đảng Cộng Hòa. Còn điểm số của ông DeSantis càng thêm sa sút, trong khi đối diện với hàng loạt chỉ trích về các chính sách quá bảo thủ, như luật cấm phá thai đối với thai từ 6 tuần tuổi, luật không nói về đồng tính, đông, xây, gây lo. Ông DeSantis bị cho là đã tấn công, quấy phá Disney, một đại công ty tư nhân tạo ra nhiều việc làm nhất Florida, tìm cách loại bỏ những đặc quyền mà công ty này được hưởng trong nhiều thập niên để trả đũa, khi Disney công khai chỉ trích luật, không nói về đồng tính. Ông Steve Bannon, cựu cố vấn trong Trump, người có chương trình truyền thanh podcast War Room, cánh hữu nổi tiếng cho rằng ông DeSantis đang tự hủy hoại sự nghiệp chính trị với nhiều quyết định sai lầm. Phân tích mới nhất từ FiveThirtyEight cho thấy trong bảng xếp hạng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa năm 2024, tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis chỉ dao động dưới 24%, còn ông Trump nằm ở mức trên 51%. Trước đó vào tháng 3, tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis và ông Trump lần lượt là 30 và 46%. Khảo sát từ Immersion College chỉ ra rằng chỉ có 16% đảng Cộng hòa ủng hộ ông DeSantis, tỷ lệ này ở ông Trump lên đến 62%. Hoạt khảo sát từ Fox News trong tháng 4 cũng đưa ra xu hướng tương tự, với tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis chỉ là 21%, còn ủng hộ ông Trump là 53%. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, ông Jeffrey Hinton là người tiên phong về công nghệ trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đã nói với Nhật báo New York Times rằng ông rất hối tiếc về việc mà ông đã cống hiến cả đời vì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể bị lạm dụng. Ông cho biết như sau, thật khó để biết làm thế nào mà bạn có thể ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho những việc xấu. Tôi đã tự an ủi mình bằng một lý do như sau, nếu tôi không làm thì người khác cũng sẽ làm. Theo ông cho biết, một trong những mối quan tâm chính của ông đó là việc truy cập quá dễ dàng vào các phương tiện để tạo ra văn bản và hình ảnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo ai có thể dẫn tới việc tạo ra nhiều nội dung giả mạo hoặc là lừa đảo hơn điều này khiến cho một người bình thường sẽ không thể biết đâu là sự thật ông tin rằng các công ty như là open ai hoặc là Google và Microsoft hãy nên suy nghĩ trước khi mở rộng công nghệ AI hơn nữa. Ông cho biết thêm, tôi không nghĩ họ nên mở rộng quy mô này cho tới khi họ hiểu liệu họ có thể kiểm soát được điều đó hay không. Thường được mệnh danh là bố già của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Ông Hinton, năm nay 75 tuổi, đã dành nhiều năm trong giới học thuật trước khi gia nhập vào công ty Google hồi năm 2013, khi mà Google mua lại công ty của ông với giá là 44 triệu Mỹ Kim. Hiện nay, ông Hinton đã rời khỏi công ty Google. Các cuộc nghiên cứu của ông và hai đồng nghiệp chính là chìa khóa để tạo ra các công nghệ bao gồm ChatGPT của OpenAI và Google Bard Chatbot. New York tung chương trình thu súng đổi phiếu quà tặng. Tiểu bang New York đã thu lại được hơn 3.000 khẩu súng từ chương trình khuyến khích người dân giao nộp súng để đổi lấy các phiếu quà tặng. Ai giao nộp các loại súng trường tấn công và những khẩu súng ma, tức súng do người dân mua từng bộ phận và tự lắp ráp sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 500 mỹ kim. Ai nộp súng lục sẽ được nhận phiếu quà 500 mỹ kim cho khẩu đầu tiên và 150 mỹ kim cho mỗi khẩu tiếp theo. Có 9 địa điểm thu nhận súng được lập ra trên khắp tiểu bang. Tại một điểm thu nhận ở Brooklyn, các giới chức cho biết đã nhận được 90 khẩu súng trong 3 tiếng. Với mỗi khẩu súng nhận được ở đây đều có thể cứu được sinh mạng và tránh vụ xả súng, công tố quận Brooklyn Eric Gonzalez nói. Trong khi đó, tại thành phố Syracuse, 751 khẩu súng đã được người dân giao nộp. Có quá nhiều súng tại đất nước này và nhiều tiểu bang đang thoái thác trách nhiệm bảo đảm súng được mua bán an toàn. Thị trường Syracuse Thị trưởng Syracuse Ben Walsh nói. Theo ABC News, Sở Cảnh sát thành phố New York đã lập chương trình Cash for Guns, cấp 200 Mỹ kim cho bất kỳ ai giao nộp súng. Người nộp sẽ không phải cung cấp danh tính hay phải trả lời câu hỏi. Tại tiểu bang New York đã có hơn 13.800 người tử vong liên quan đến súng đạn trong năm nay, theo Gun Violence Archive. Trong đó có hơn 7.900 trường hợp tự tử, hơn 5.900 trường hợp chết do bị sát hại, giết người hoặc ngộ sát. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Tìm thấy 7 thi thể chưa rõ danh tính trong một ngôi nhà ở tiểu bang Oklahoma. Theo đài NBC News, phát ngôn viên của cơ quan điều tra Oklahoma cho hay họ vừa phát hiện 7 thi thể bên trong một ngôi nhà ở tiểu bang Oklahoma nằm ở thành phố Henrietta. Eddie Rice, là cảnh sát trưởng của quận hạt Opmuji, nói rằng một trong các thi thể có thể là nghi phạm Jesse McFadden, 39 tuổi, Cơ quan y tế sẽ cần giám định DNA trước khi xác nhận danh tính của các thi thể còn lại. Trước đó, cảnh sát đi tuần tra của Oklahoma đã đưa ra danh sách những người bị mất tích, trong đó có cả nghi phạm McFadden cùng với hai cô gái trẻ có tên là Ivy Webster 14 tuổi và Brittany Bruner 16 tuổi nghi phạm McFadden có tiền án hình sự đối với các cáo buộc là cưỡng hiếp và ăn cắp vặt từ năm 2004, bị tình nghi liên quan tới sự biến mất của hai cô gái trẻ nói trên. Người đàn ông này đáng lẽ phải ra hầu tòa trong ngày hôm qua, 1 tháng 5, với cáo buộc là đã gạ gẫm trẻ em và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Cảnh sát trưởng Eddie Rice nói rằng ông tin là giới hữu trách đã tìm thấy tất cả những người có trong danh sách bị mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát tại Oklahoma không xác nhận bao nhiêu thi thể là trẻ vị thành niên, cũng như là nguyên nhân tử vong và bằng cách nào mà những người này có mặt tại ngôi nhà nói trên. Ông cho biết như sau: Đây là một ngày bi thảm của quận hạt Okmulgee. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.